Gỗ cà tê hay còn được gọi là gỗ đỏ, một loại gỗ hiện nay được rất nhiều khách hàng sử dụng làm đồ nội thất như bàn ghế hay giường tủ. Tuy nhiên, để hiểu rõ về loại gỗ này là gỗ gì, có tốt không, đặc điểm xuất xứ ra sao thì xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. Và nếu bạn đang quan tâm đến các sản phẩm nội thất cũng như tìm hiểu về các loại gỗ tự nhiên thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Khái niệm gỗ cà tê còn được gọi với cái tên khác là cây gỗ đỏ, hổ bì hay loài thực vật họ đậu, có thân lớn, tên khoa học là Azalea sincat. Cà tê là loại gỗ quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới. Đặc điểm, gỗ cà tê có vân rất đẹp, gỗ có giác lõi màu trắng xám đến màu vàng, màu đỏ nhạt hay đỏ thẫm, nổi rõ các vân đen giống da hổ, nên còn được gọi là cây hổ bì, giác lõi dày từ 4 đến 5cm. Loại gỗ này cũng có thớ nặng, thớ mịn, cứng bền, chịu được mưa, nắng khắc nghiệt. Cây thuộc loại thân gỗ lớn, cao từ 30 đến 40m, thân thẳng, tròn, vỏ cây màu xám trắng, khá sần sùi. Cây sinh trưởng chậm, thích ánh sáng mọc trên đất bằng phẳng hoặc sườn đồi, dễ thoát nước, tầng đất sâu. Thành phần cơ giới của đất trung bình là sét pha cát, đất đỏ, đá nổi hoặc không, ít mọc ở ven suối. Ở độ cao từ 500 đến 700m thì cây thường mọc chung với cây bằng lăng, giáng hương. Nếu cây được chăm sóc tốt thì ở khu vực khí hậu nhiệt đới thích hợp, cây phát triển nhanh hơn, cây càng lâu năm thì màu gỗ càng đẹp. Ưu điểm nổi bật, gỗ cà tê rất dễ gia công, chạm khắc và đánh bóng, rất đẹp, càng sử dụng thì càng bóng, không bị xuống màu gỗ, nhất là các u gỗ trên thân có vân xoáy khá đẹp làm độ gỗ mỹ nghệ, làm sàn nhà, bàn ghế rất được khách hàng ưa chuộng. Nu gỗ thì có giá trị kinh tế cao, nu còn gọi là núm, nộm là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của cây. Khi cây bị thương do sâu bệnh, sét đánh hoặc chém trên thân cây thì lúc đó cây sẽ sinh ra chất dinh dưỡng nuôi ở phần bị thương, dễ lành lại. Do đặc tính sinh lý và để bảo tồn sự phát triển tự nhiên của cây nên nguồn dinh dưỡng hấp thu được từ đất và không khí thì sẽ được tập trung ở mức độ cao vào những nơi cây bị tổn thương, ngay trên chỗ thương tật của cây thì khẽ phát triển khác thường hơn chỗ khác, phình to ra thành biếu. Và độ lớn của biếu thì phụ thuộc vào khả năng hấp thu dưỡng chất của cây, đường kính của biếu thì to hơn đường kính của thân cây cà tê. Vì vậy người ta tạo thương tích trên cây để có được nu. Trên thực tế thì rất ít cây gỗ cà tê cho ra nu, hàng trăm cây thì mới có một cây là có nu. Nơi phân bố, gỗ cà tê thì phân bố ở khá nhiều các rừng quốc gia, khu bảo tồn tại các nước trên thế giới. Tại Lào, Campuchia, Nam Phi, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và trồng trong các khu rừng nguyên sinh, rừng trồng. Tại Việt Nam thì cây gỗ cà tê được trồng ở các tỉnh có rừng núi tự nhiên như là Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Phân loại nhóm, trong các danh mục các loại gỗ rừng tự nhiên thì gỗ cà tê được xếp vào nhóm 1, ngang với các loại gỗ quý khác như gỗ muồng đen, gỗ hương, gỗ mun, gỗ samu. Vì vậy chất lượng gỗ và độ quý hiếm không có gì phải bàn lại. Phân loại gỗ cà tê thì trong tự nhiên, gỗ cà tê phân làm 3 loại chính dựa theo nguồn gốc, xuất xứ của gỗ như là Nam Phi, Lào, Việt Nam. Và cách để phân biệt mỗi loại khác nhau như sau. Gỗ cà tê Việt Nam thì những cây gỗ lâu năm được đánh giá cao, ngang với gỗ cà tê Lào, nhưng do lợi ích kinh tế lớn thì cây cà tê bị khai thác nhiều, cây gỗ còn non chưa đến tuổi lấy gỗ nên là chất lượng giảm ngang với gỗ cà tê Nam Phi. Gỗ cà tê Lào với điều kiện địa lý tự nhiên, nhiều đồi núi thì Lào có nguồn gỗ cà tê tự nhiên lớn nhất thế giới. Mặt khác, ở Lào thì còn có những cây cổ thụ màu gỗ sậm, vân xoắn đẹp, khối lớn và rất nặng. Vì vậy gỗ cà tê Lào có giá trị lớn và đánh giá rất cao. Gỗ cà tê Nam Phi, gỗ cà tê tập trung ở Nam Phi và các nước châu Phi khác thì chủ yếu là rừng trồng nên có tuổi gỗ thường ngắn đã bị khai thác. Do đó gỗ từ Nam Phi thì có trọng lượng nhẹ hơn, màu gỗ nhạt hơn, vân không đẹp như gỗ cà tê Lào. Cách nhận biết, người ta thường dựa vào đặc điểm thân, lá, hoa, quả để nhận dạng cây cà tê. Còn nếu là gỗ cà tê thì chúng ta nhận biết chủ yếu dựa vào quan sát vân gỗ và tỉ trọng của gỗ. Đầu tiên nhìn vân gỗ thì vân gỗ khó nhầm lẫn với các loại gỗ khác. Gỗ có vân lớn, giác gỗ màu vàng, xen kẽ màu đen, không đồng đều. Ngoài ra thì bạn có thể nhấc thử gỗ cà tê rất nặng do có tỉ trọng nặng hơn gỗ thông thường rất nhiều. Ứng dụng hiện nay thì do mức độ khai thác quá nhanh để cung cấp việc chế tác đồ gỗ nội thất nên là loại gỗ cà tê thì đang bị khan hiếm nghiêm trọng, nằm trong sách đỏ thế giới. Loại gỗ thì quý khá nặng, rất cứng nên là bền bỉ, không bị mối mọt, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, dễ dàng gia công, dùng làm đồ trang trí xây dựng như là bàn ghế, sập phản, tủ giường, làm sàn nhà, chạm trổ làm đồ gỗ mỹ nghệ, tạc tượng. Gỗ cà tê không biến dạng thì có thể lau chùi thoải mái, bình thường mà không sợ chảy xước, bong chóc. Người thợ chỉ phủ sơn PU trong suốt để tạo độ bền, bóng nên là màu của sản phẩm là tự nhiên, thật, không sợ bay màu theo thời gian. Vì là một trong những loại gỗ có giá trị kinh tế cao với các đường vân đẹp mà gỗ cà tê thì thường có giá trị cao, gỗ thường được các công trình,
thi công như là chung cư, biệt thị, cao cấp lựa chọn. Nội thất gỗ kate thì dành cho những gia chủ chịu chơi, có điều kiện kinh tế. Loại gỗ này thì cũng được sử dụng ở những nơi trang nghiêm, sang trọng, thể hiện quyền lực như là quân đội, sở công an, tòa án hay là sở công thương. Bàn ghế bằng gỗ kate thì bàn ghế là nơi mọi người cùng nhau sinh hoạt hàng ngày. Các thiết kế chất liệu làm nên phong cách riêng cho từng bộ bàn ghế. Người thích thiết kế tinh xảo, cầu kỳ, độc đáo. Người thì thích thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không bị đơn điệu. Bàn ghế phòng khách thì là nơi cả nhà thư giãn, nơi tiếp khách bằng chất liệu gỗ kate thì thể hiện sự sang trọng, ấm áp, gần gũi, làm điểm nhấn không thể rời mắt cho không gian ngôi nhà. Bàn ghế làm việc, học tập thì một bộ bàn ghế làm việc hay học tập chắc chắn, ngay ngắn sẽ giúp người dùng được thoải mái hơn, do đó bạn sẽ làm việc hay học tập mà không bị mệt mỏi, mang lại hiệu quả hơn. Bàn trang điểm, nơi phái đẹp luôn yêu thích, mỗi ngày ngồi vào chiếc bàn trang điểm được thiết kế hiện đại hay cổ điển, tùy vào sở thích của chủ nhà đều mang lại niềm vui không nhỏ cho các chị em. Để có một bộ bàn ghế bền bỉ với thời gian, giá trị sử dụng cao thì lựa chọn gỗ kate sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo, đúng đắn. Ngoài chế tác bàn ghế thì loại gỗ này thì cũng được sử dụng để làm giường ngủ và một số đồ nội thất khác. Qua các thông tin về gỗ kate được cung cấp cho Nga bài trên thì bạn đã biết được cách phân biệt về loại gỗ tiện ích này. Và nếu mọi người đang có nhu cầu về nội thất cũng như là quan tâm tìm hiểu đến các loại gỗ thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể nhận được những kiến thức mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ kênh.